Lễ hội diều quốc tế tại Quảng Nam quy tụ 100 chủng diều đến từ 10 quốc gia. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7, lễ hội diều quốc tế sẽ diễn ra tại Quảng Nam, quy tụ 100 chủng diều từ 10 quốc gia, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đặc sắc cho du khách. Theo kế hoạch, được phối hợp tổ chức với khu nghỉ dưỡng Hội Anna Resort and Golf nhằm mang lại một sự kiện hấp dẫn cho du khách. Lễ hội sẽ diễn ra tại bãi biển gần khu nghỉ dưỡng Hội Anna, thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Tham gia lễ hội có các đội diều từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Malaysia và Úc và nhiều quốc gia khác. Các đội sẽ trình diễn nghệ thuật diều với khoảng 100 loại diều đa dạng cùng với không gian trưng bày diều đầy màu sắc. Điểm nhấn của lễ hội là các màn thả diều LED rực rỡ dưới bầu trời đêm diễn ra vào mỗi tối trong suốt thời gian lễ hội. Đêm 27 tháng 7, đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ là sự kiện đặc biệt của lễ hội. Du khách còn có cơ hội tham gia các lớp học làm diều, khám phá ẩm thực và thưởng thức các tiết mục ảo thuật, trình diễn nghệ thuật múa lửa. Hội Anna, đơn vị đồng tổ chức, cho biết sẽ có các ưu đãi đặc biệt để phục vụ du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng trong dịp này.